bảo vệ người Việt ở hải ngoại bảo ở Việt Nam không có dân chủ và không có tự do báo chí, nhưng cháu thấy tại nước Mỹ chính các người Việt ở đó không có ở đó, khi có hai cuộc họp báo cộng đồng đã đánh đuổi nhà báo Vũ Hoàng Lân, nhà báo Đoàn Trọng ra khỏi phòng và một bác sĩ, tại vì tôi hay theo dõi những cái sinh hoạt cộng đồng. Cháu Vĩ hỏi như vậy đó là như thế này, ở Việt Nam nói là ở Việt Nam không có dân chủ thì cái chuyện đó đó ở đây Bác Cường đã nói rất nhiều lần rồi, họ buôn hận thù và họ bán hàng giả. Cái chuyện mà họ nói họ chửi ấy, cái gì mà họ chửi tại Việt Nam thì họ là những người áp dụng cái điều đó nhiều nhất, thế thôi. Vấn đề ông hỏi đuổi ông Đoàn Trọng hay đuổi nhà báo Vũ Hoàng Lân, tôi nghĩ rằng nhà báo Vũ Hoàng Lân chưa bị đuổi, ông Đoàn Trọng có bị đuổi, nhưng mà có để cái bảng như này, ở đây chúng tôi không nhận không mời Việt Weekly, báo Người Việt trước, trong Việt Weekly, trong rồi Vũ Hoàng Lân và cả Nguyễn Phương Hùng đấy, có đề như vậy thôi. Thế là có đuổi chỉ đuổi một lần, còn bây giờ Vũ Hoàng Lân vẫn đi tới tất cả các sinh hoạt cộng đồng thì tức là họ có cái tự do dân chủ theo cái kiểu của họ, tức là thích người nào thì người đó có tự do dân chủ, còn không thích ai thì người đó mất cái tự do dân chủ đó đi. Còn vấn đề của ông bác sĩ Hoàng nó bị lôi có tự do báo chí mà ở đây thì lại cấm các nhà báo đi vào hành nghề. Tôi thì tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ rằng thì là cái chuyện mà tự do đó nó cũng chỉ là một cái chiêu bài mà bây giờ nó ế độ rồi, phải không nào? Cái chiêu bài mình nhìn thấy đó là rõ ràng bốn tổng thống Mỹ tới Việt Nam, người nào cũng là đều dặn rằng ông tới Việt Nam ông nói về vấn đề nhân quyền nhân kia, chả ai nói gì về vấn đề nhân quyền cả. Và nhất là đấy ông Clinton đó thì nó rõ lắm, là tự dưng ông ấy trả lời một cái câu, phát ngôn viên của ông ấy trả lời một câu lạ hoắc, hỏi rằng nói về nhân quyền thì ông bảo chúng tôi đã tăng gấp đôi số học bổng cho Việt Nam rồi. Cái điều đó, cái thông điệp đó đó nó muốn nói rằng thì là không bao giờ chống cái nhà cầm quyền Việt Nam nữa. Tôi để con cháu của nhà cầm quyền Việt Nam nó qua Mỹ nó học với cái tinh thần đó, nó về nó thay đổi nước Việt Nam. Và nhìn thấy đấy nó là một vấn đề. Cái thứ hai đó là qua những các cái biến đổi của nước Mỹ hiện tại, mình nhìn thấy cái người mà nhân quyền, cái mục sư Luther King Jr. là chỉ mới vấn đề nhân quyền cũng là giết rồi, là bị bắn nào chết rồi. nào, rồi thì là cái vụ tổng thống Mỹ bị ám sát, cả một hồ sơ thế này mà cũng không tìm ra thủ phạm, nó nằm đó chứ ở đâu, đúng không ạ? Thành ra ba cho nên tôi mới nói chuyện rằng thì là nếu mà mình nói về chuyện rằng nói cái vấn đề tự do nhân quyền đó thì nó thành ra là một thằng nhà quê, đúng không ạ? Và nó thành nó láo xạo và nó không còn theo kịp thời đại nữa. Thời đại này không ai nói cái chuyện tự do dân chủ. Và tôi mới nghĩ rằng khi đến Việt Nam từ Obama, ông ấy đến cuối nhiệm kỳ đó, ông ấy đến như là một người trang trắng vỗ tay reo, tức là ông ấy làm hết nhiệm vụ rồi. Ông ấy quay lưng lại với lại cái Quốc hội Hoa Kỳ, ông nói rằng mấy thằng này là thằng bố láo, nó lên nó nhận được lá phiếu, nó nghĩa là đưa ra những các cái platform, đưa ra những chiêu bài tranh cử tranh cước đó. Nhưng mà khi mà nó lên rồi đó thì nó nói về quyền lợi, nó chia quyền lợi, chia chác cũng giống như là chia chác về cái Obamacare mấy gì đó, nó chả bao giờ nó nói gì về cái người dân Mỹ nữa đâu. Thành ra cái thái độ đó của Obama nó đã nói lên rằng cái nền dân chủ lá phiếu
cái mà ba quyền phân lập đó nó bế tắc. Cho nên đó, nhìn về cái biến chuyển đó và mình mới thấy rằng thì là Obama cho tới Obama cho tới Tổng thống Trump hiện tại đó, thì người ta nghĩ rằng trước cái nạn mà những con sói cô đơn mới lại gì đó, thì người ta nghĩ rằng có lẽ cái vấn đề độc tài toàn trị nó hữu hiệu và nó cần thiết. Bác Cơ Vương. Dạ, tôi thấy thế này là vấn đề tự do, nhân quyền, các cái những cái đề tài mà nói về những cái bài nói về những cái đề tài đó, ở đây nó quá xưa cũ rồi, cũng như là nhắc tới cái mấy cái chương trình mà nói trên Bao Talk rồi trên rồi nào là Human Rights for Việt Nam rồi cả cái cô bé gì mà cái kỳ gần gần đây đó là có ông mặc cái áo vàng mặc cái áo đỏ mà cứ nghĩ rằng trong cái áo đỏ đó sẽ có cái sao vàng, nhưng mà tôi chừng ông mở cái áo đỏ ra thì không thấy sao vàng đâu cả, mà cũng có cái con bé nào đó mà đi lên rồi cũng nói cái kêu gì đó, human right cái gì đó rồi no which communist gì đó, tôi thấy nó xưa lắm rồi, bây giờ không có cái gì để mà nói nữa thì nhả cái đó ra rồi ngậm lại cái đó mà nói thế thôi. Chứ còn cái vấn đề nhân quyền mà nói ở đây thì tôi thấy từ mấy ông lãnh tụ Đại Việt hay là mấy cái ông đại diện cho mấy cái đoàn thể này là kia nọ, hội tỉnh này tỉnh kia, mấy cái ông quân lực quân lít gì đó mà có cũng có cái gì để mà nói nữa, thì cứ lôi cái nhân quyền, lôi cái Việt Nam ra mà nói thôi, cũng như là nhai lại những cái mớ mà mình nuốt không vô rồi lại nuốt lại thế thôi. Thành ra cái vấn đề nhân quyền với lại người tị nạn, tư cách người tị nạn hay là căn cước tị nạn đó thì nói đến khuya đến mai cũng không hết, nhưng mà cái đó là nó dở quá rồi, không còn ai muốn nghe nữa. Thế vâng, nhân tiện nói về vấn đề nhân quyền hay là tự do dân chủ này kia đó, thì chúng ta nhớ rằng ông đại sứ Ted Osius, ông đã viết một cái lá thư, ông mà yêu cầu thả mẹ nấm ra. Đấy, tức là ông cho rằng Việt Nam mình không có dân chủ, không có tự do. Tuy nhiên rằng á, ngày hôm qua, ngày hôm thứ hai, ông đã tới chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để ông chuẩn bị ông đi về Mỹ. Nhưng ông chào là ông chấm dứt cái nhiệm vụ của ông ấy và ông tuyên bố rằng ông sẽ ở lại Việt Nam. Ông không về Mỹ. Ông ở lại Việt Nam để ông được, nghĩa là mai mốt ông làm công dân Việt Nam hay không thì không biết, nhưng mà ông sẽ lưu trú tại Việt Nam giống như bác Cường nói. Tôi muốn hòa mình với giới trẻ Việt Nam và tôi muốn dạy học cho cái ngành giáo dục tại Việt Nam để cho các thanh niên Việt Nam tiến bộ. Thì cái câu mà ông viết thơ, ông yêu cầu nhà nước Việt Nam thả mọi nắm ra đều, Việt Nam không có tự do dân chủ, thì tại sao ông lại ở lại Việt Nam? Kêu gọi người ta là không dân chủ mà lại mình lại thích mình ở lại đấy, thì cái điều đó như cái ông Bill Clinton mà trả lời rằng là thay vì trả lời câu hỏi, người ta trả lời rằng tôi cho các du học sinh qua đây là chúng tôi để huấn luyện họ, thì đây ông này ông cũng vậy. Và cái thứ hai nữa, chúng tôi nghĩ rằng cái lời nói ông phản đối vấn đề mà nhà nước bắt tù mẹ nấm 9 năm đó cũng chỉ là một cái lời nói cái vấn đề ngoại giao theo cái cương vị của ông, cương phải nói vị thế. Ông cái cương vị của ông phải nói thế đấy. Chứ không phải thật song tâm mà ông thích Việt Nam lắm đấy. Ông thích Việt Nam rồi ông mới ở lại Việt Nam đấy. Tôi thì tôi không thấy riêng cái việc Bác Hùng vừa nêu đó, là tôi thấy bây giờ sau khi hết cái nhiệm kỳ đại sứ Mỹ ở Việt Nam thì chắc lẽ không biết ông đã tới hưu tuổi hưu chưa, hay là làm công chức nhà nước, làm những cái quan chức nhà nước đó bao nhiêu năm, bao nhiêu kỳ là tại nhiệm rồi, thì phải chăng kỳ này là cái kỳ ông không còn nhiệm vụ nữa, ông có thể ông lựa một chỗ nào đó như là cái nước Việt Nam, thì tôi nghĩ trong thâm tâm ông có thể ông nói rằng chưa có bao giờ ông thấy một nước nào mà tự do như nước Việt Nam. Thì cái bên còn Mỹ theo tôi đó thì không phải rằng thì là
nước nào tự do như nước Việt Nam mà theo tôi đó là cái đất nước này đáng sống. Đấy, có thế đó, thôi. Đó, đó, đó là cái đất đáng sống. Tôi đáng sống và cái đất nước này cho tôi nhiều ấn tượng quá. Một cái dân tộc này đó, nếu mà giữa Mỹ và Việt Nam đã có cả một quá trình cũng không được đẹp, thì tôi xin cái hiến cái những năm tháng còn lại của đời tôi cho cái đất nước này. Vâng, thì trả lời câu hỏi Bắc Phương là thứ nhất, ông tuổi ông chưa ra là tuổi về hưu, nhưng mà nếu mà ông trở về Mỹ, ông vẫn làm công việc ở trong Bộ Ngoại giao, nhưng mà làm công việc khác, có thể ông cũng sẽ đi làm đại sứ ở nơi khác hoặc là ở đây. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng chắc chắn giữa ông và ông Bill Clinton đã có những cái thỏa thuận và hợp đồng, bởi vì cái trường đại học Fulbright nó đã thành lập tại ở Việt Nam rồi, ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì ông muốn ông sẽ ở lại để ông làm một giảng sư, ông dạy học ở trong đó, mà ông sẽ lãnh tiền, thì lãnh tiền theo cái quy chế của Mỹ chứ không phải quy chế Việt Nam, tại vì cái đại học đó đại học của Mỹ mà. Và rất nhiều người, và tôi nghĩ rằng là cái trường nó cần nhiều người dạy học, mà ông thì lại là một nhà ngoại giao và ông đã có nói được mấy ngôn ngữ nữa, thì thành ra tôi nghĩ rằng ông sẽ ở lại ông làm việc. Cái lương của ông ấy chắc chắn là sẽ không thua kém gì mà cái lương mà ông đang làm đại sứ hoặc là ở đây hoặc nơi khác. Nhưng mà điều quan trọng nhất là Bắc Cường nói ông có yêu thích Việt Nam thì ông mới ở lại để mà ấy, tại vì tôi muốn cống hiến những cái gì cho chúng tôi, thì ông đã trả lời rồi, ông muốn cho cái tuổi trẻ, ông muốn giáo dục cái việc tuổi trẻ Việt Nam sẽ có một cái tư duy mới và một con đường mới để xây dựng cái đất nước này. Ông còn nói với lại ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cái này: chúng tôi phấn khởi rằng Tổng thống Donald Trump không chỉ tới Đà Nẵng mà còn tới Hà Nội và có các cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Việt Nam. Đại sứ Ted Osiek nói, ông đã đánh giá rằng trong thời gian qua các bộ ngành địa phương của Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc tổ chức APEC, một dịp để Việt Nam thể hiện với thế giới về sự phát triển năng động của mình. Ông khen đất nước mình, thì trong rất buồn là có lại những người cũng nói tiếng Việt giống như chúng tôi và cũng ở trong hoàn cảnh chúng tôi sau ngày 30 tháng 4 75, nhưng mà bây giờ lại quay trở lại là nói xấu đất nước, bôi bác đất nước, và lại còn bây giờ lại còn thêm nhiều cái chuyện nghĩa là là cái hội nghị APEC là sẽ là nơi mà nó sẽ xé bản cái nước Việt Nam ra thành từng mảnh.